phiên sáng của ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021, vườn Lan Cường Thúy thì chúng em sẽ lên chia sẻ với các bác một số mặt hàng vừa mới cập bến, nóng hôi hổi. Và ngoài ra, vườn nhà em đang rất có nhiều loại hoa để chơi Tết như đai châu, đen rô Úc, vân vân. Và vẫn tiếp tục thanh lý một số mặt hàng đang có tại vườn nhà em thanh lý cho nó rộng vườn đi. Chứ vườn nhà em rộng lắm, nhiều còn nhiều đồ. Địa chỉ vườn lan nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550768 và số điện thoại 0817889 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Bên cơ sở nhà em là có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 40k một đơn hàng. Có nghĩa là các bác mua một cây cũng 40.000 và 10 cây cũng 40.000 nhé. Bên nhà em không bao ship. Phiên sáng nay đây, mở hàng em vui một cái thùng hàng giả hạc Pháp pha Tết. Đây các bác nhìn thấy chưa? Cái giả hạc này là trung bình một bảng nó tầm 5-6 ngọn trở lên nhá. Nếu mà các bác lấy nhiều ngọn thì nó, ví dụ như này thì ngọn nó sẽ bé hơn. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Nếu các bác lấy ngọn to, cứng cáp thì nó tầm 6 ngọn nhá. Các bác lưu ý đếm cho em cả thân dài, thân ngắn giúp em nhé. Tại vì trên một bảng bao giờ nó có thân dài, thân ngắn. Trên một bảng bao giờ nó có thân dài, thân ngắn. Đấy. Cái hàng này là 100% là thân hoa. Còn những cái thân gà như thế này em không tính. Nói về cái dòng giả hạc Pháp hoa Tết thì nó là hoa cực kỳ thơm, cực kỳ quyến rũ mà nở chuẩn Tết nha các bác nhá. Bác nào mà thích chơi nhiều, mình lên mua hai bảng như thế này, về mình ốp và nưng vào bên nhau, Tết thì nó sẽ ra một suối hoa đẹp tuyệt vời luôn. Hoặc là các bác thả vào chậu như nào thì tùy mỗi người, mỗi mắt thẩm mỹ của mỗi người. Cái này nó trồng ra bảng gỗ nha các bác nhá. Bảng gỗ nhá. Đây này. Đấy các bác nhìn xem chưa. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Đây. Hoa nở chuẩn Tết nha các bác nhá. Chuẩn Tết luôn cho em. Hương thơm cực kỳ quyến rũ. Các bác nhìn thấy chưa? Giá em chia sẻ đến các bác là giá 160.000 một em. Chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Chưa bao gồm phí ship, 160k một em. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Đấy. Đây là cái bảng này nó nhỏ ngọn thì nó sẽ nhiều ngọn hơn. Mà nó to, nó cứng cáp thì nó sẽ ít ngọn hơn. Nó chỉ 6 ngọn đấy các bác nhá. Nhưng mà cực kỳ cứng cáp, cái lô này em nhập được thì siêu đẹp luôn. Ngọn to. Ngọn to này. Ngọn to dài khỏe, cực kỳ cứng cáp luôn. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Sau đây em tiếp tục đi lên một số hàng hoa Tết đang có tại vườn nhà em. Em vừa cập bến thêm được một cái lô đai châu nhá. Đai châu lá mít, lá siêu to luôn. Đây em cho các bác xem này, chiều dài của lá này. Cái này nó phải được cái chiều rộng của lá nó phải được 4-5 xăng nhá, em không đo này. Trung bình một chậu nó từ 4 cặp lá rưỡi lá đổ lên nha các bác nhá. 4 cặp lá rưỡi, có thể có những cây hơn nhưng em cứ nói thế thôi. Rồi ôi, cây siêu to khổng lồ luôn, em cho các bác xem này. Đấy. Siêu to khổng lồ luôn nha các bác nhá. Đấy. Em về rất nhiều. Cái lô này nó chủ yếu nó có màu sắc pháo này, mấy màu cam lửa này. Đây, cam lửa, đốm và sắc pháo nha các bác nhá. Đây, sắc pháo em cho các bác xem đây. Đốm này có rất là nhiều loại đốm. Đốm đẹp chưa các bác? Đấy. Nó thêm có cả một cái màu này nó lạ lạ. Em chưa nhớ là cái màu gì nữa. Cái hàng này này, thì các bác về đi. Trồng sẵn rồi. Các bác về chỉ treo móc chơi thôi. Một là vậy, hai các bác nào mà thích đẹp thì cho em vào một cái chậu đây. Đấy, cho em vào một cái chậu. Ta sẽ treo lên, mà các bác thích chơi nhiều thì các bác sẽ mua một cái chậu to hơn. Mua mấy cây vào xếp treo lên. Hàng siêu to khổng lồ như thế này. Em chia sẻ đến các bác giá độc có 250k một em thì các bác nhá. 250k một em. Hàng siêu to khổng lồ luôn. Chưa bao giờ có giá rẻ như bây giờ.
chưa qua giờ có giá rẻ như bây giờ nhá. Hàng về bao la bát lát ngát cho các bác lựa chọn. Đấy, lá to đẹp này, bản lá to đẹp, hàng siêu to khổng lồ luôn. Trung bình từ 4 cặp rưỡi lá trở lên nha các bác nhá. Em nói lại một lần nữa là em chia sẻ đến các bác giá là 250.000 một em. Hàng này đảm bảo các bác là Tết năm nay sẽ có hoa, bảo hành là ra hoa cho các bác nhá. Đấy, em về quá nhiều luôn. Đen dâu Úc mắt đen hoa Tết, hàng siêu béo ngậy luôn. Đấy, hàng này là chuẩn hoa Tết nhá, mà thân nó này béo ngậy này, các bác nhìn thấy chưa? Béo ngậy này, em cho các bác xem mặt hoa. Đây, hoa nó siêu đẹp luôn, mỏ đỏ đúng Tết nha các bác nhá. Cánh trắng, cánh tím này, mắt trắng này, họng đen này. Nó gọi là đen dâu Úc mắt đen nha các bác nhá. Một chậu như vậy, hàng siêu to béo ngậy, nó từ 7-8 thân trở lên các bác nhá. Tầm từ 7-8 thân trở lên, hàng to ơi là to luôn, béo ngậy. Mầm non đang lên này, các bác nhìn này, mầm nó đang lên nhá, mầm nó đang này. Một chậu như vậy nó tầm 7-8 thân, chưa kể mầm nha các bác nhá. Mầm nó đang lên, các bác về, các bác ấy này, mầm đang lên chi chít này. Đây, em cho các bác xem hoa lại một lần nữa. Chị ơi, bê hộ em cái chậu cây lên với. Đấy, hoa các bác nhìn thấy đẹp không? Thôi, bê chị bê chậu này này. Đây, các bác xem này, đẹp chưa, to khổng lồ luôn. Một chậu vậy em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 220k nhé bác nhé, 220k một chậu này. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đặc biệt em có một chậu này, nó ít thân hơn một tí, thế nhưng mà các bác nhìn này, này to hơn cả ngón tay em, các bác nhìn thấy chưa, to hơn ngón tay em. Đấy, nó có một ngọn dài ơi này dài. Đấy, các bác lấy cái ngọn là lấy cái chậu này thì báo em nhé. Đặc biệt luôn, siêu to luôn, sợ chưa, này to bằng ngón chân, to hơn cả ngón chân cái ấy. 220k một đem, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Và đây là cái lô giả hạc Hawaii tím xưa nha các bác nhá. Hawaii tím xưa, trắng tím xưa. Một chậu như vậy nó trung bình nó có từ 4 thân trở lên các bác nhá. Thân dài, thân ngắn xen kẽ. Thân gần ngài dài, thân ngắn xen kẽ cho em. Hàng này cây cực kỳ cứng cáp luôn. Đây, em cho các bác xem nhá. Cái này nó có một cái như thế này này, em nói rõ luôn cho các bác này. Thi thoảng nó vẫn có cái, nó đã có cái lá xuất hiện cái lá vàng này. Vàng này là vàng già cây nhá các bác nhá. Vàng già cây, đây em cho các bác xem. Vàng già cây nhá, không sao nhá các bác nhá. Tại vì cái dòng Hawaii, dòng thân thòng này này, nó phải rụng hết lá nó mới ra được hoa. Riêng vào cái dòng Hawaii này thì nó nổi tiếng rồi các bác nhá. Hoa cực kỳ là thơm mà sai hoa, các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy chưa, sai hoa dã man luôn ý. Đấy, hoa phun từ gốc đến ngọn. Dòng này em chia sẻ đến các bác là giá cực kỳ yêu thương luôn, 200k một chậu. Một chậu nó trung bình nó có 4 thân trở lên nhá, 4-5 thân. Đấy này, em nói vậy nhá. Cái chậu nào ấy mà nó có 4 thân thì nó to, cứng cáp. Đây, ví dụ như chậu này đây, thân nó to, mà nó 5 thân thì nó hơi sẽ hơi nhỏ hơn một tí, thân nó dài ngắn như các bác nhá. Giá cực yêu thương luôn, hoa cực kỳ thơm. Em cho các bác xem lại một lần nữa này, hoa thơm mà sai bông chưa. Đấy, thơm lắm, bác nào mua nhà em những năm trước thì biết rồi đấy. Thơm cả làng ngửi thấy luôn. Độc chỉ có 200k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Giá em báo là chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm ship hộ em. Sau đây em đi tiếp tục đi một đơn hàng nữa cho các bác xem ạ. Còn đây là cái lô giả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Giả hạc hoa hồng đỏ, hoa siêu thơm, hoa cực kỳ là thơm luôn. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi các bác nhá. Một bảng nó trung bình nó có từ đôi 4, 6, 8, 7, 8 thân trở lên nha các bác nhá. Nó một bảng nó có, sẽ có ngọn dài, ngọn ngắn. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa cực đẹp, cực thơm. Tên em nó là giả hạc hoa hồng đỏ, cực kỳ thơm luôn các bác ạ.
Đấy, em cho các bác xem hàng nhà em về đây. Một bảng của nó có cả thân dài, thân ngắn. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương, 150.000 một em. Hàng này trồng thuần rồi, có cái móc treo rồi này. Các bác về chỉ việc treo thôi. Các bác về chỉ việc treo chơi thôi nhá. 150.000 một em, giá trên chưa bao gồm phí ship. Đấy, nhà em về bao la bát ngát hàng cho các bác lựa chọn luôn. Em cho các bác xem lại mật hoa lần nữa này. Hoa cực kỳ là thơm luôn, rẻ hạc hoa hồng đỏ. Hoa đã đẹp lại còn thơm luôn. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Sau đây em xin đi vào chi tiết đơn hàng khác ạ. Trầm dòng đỏ hoa Tết này, hoa siêu thơm luôn. Nói về cái dòng trầm thì các bác biết rồi đấy. Hoa nó siêu thơm. Siêu thơm này, siêu say hoa này. Và cực kỳ chơi lâu, cực kỳ bền hoa luôn nhá. Cái dòng này hoa nó sẽ phun từ gốc đến ngọn. Đấy. Cái hàng này này, nhà em có mấy dạng chậu này, chậu 2 thân, 3 thân và 4 5 thân. Ví dụ em bán cái chậu 3 thân thì em sẽ bán 200.000. Chậu 4 thân em bán 250.000. Còn 5 6 7 thân thì các bác cứ gọi điện cho em. Em sẽ nhắn nói giá cụ thể. Một chậu trong một chậu nó sẽ có này, thân dài thân ngắn các bác nhá. Và một cái đặc điểm nữa là bây giờ nó bắt đầu nó đang cái mùa nó đổ lá. Thì đây này thi thoảng nó có cái lá nó vàng. Nhưng mà vàng này là vàng già lá, già già cây nhá. Vàng già cây. Mai kia nó còn rủi rụng hết, còn cái chơi có mỗi cái cọng không nó mới ra hoa được các bác nhá. Thế cho nên là các bác cứ yên tâm, không sao cả. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa thơm cực kỳ là thơm luôn. Cái này á, các bác về á, các bác để ở ban công hay là phòng khách Tết đến có mà ai ra vào cũng khen nức nở luôn. Át hết cả mùi thực thịt mỡ, dưa hành của các bác đi. Cực kỳ thơm. Các bác này, bác nào mà mua được hai giò về ghép thì các bác sẽ làm cho em một cái que. Níu buộc nó vào để cho cây nó thẳng ra để lúc nó ra hoa nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Các bác làm một cái que, các bác buộc vào đây, níu cho nó thẳng cây lên giúp em nhá. Thì nó sẽ hoa nó sẽ ra. Đây em cho các bác xem lại một lần nữa này. Hoa cực kỳ là thơm, siêu hoa. Siêng hoa này phun từ gốc đến ngọn luôn này. Đấy. Em cho các bác xem mấy dạng cây để chậu 2 thân, chậu 3 thân. Đây này, ví dụ đây là cái chậu 3 thân nhá. Một chậu nó sẽ có thân dài, thân ngắn xen kẽ nha các bác nhá. Đấy. Chứ còn ít khi có cái những cái chậu thân nó bằng nhau. Ngắn dài. Chậu 2 thân thì thân nó sẽ có ngắn, nó sẽ đều cây mà nó sẽ dài hơn. Quá đẹp luôn. Sau đây em đi mật một hàng nữa. Em lại tiếp tục vừa cập bến một lô cát nhá. Cát này. Hàng này thì có những cái chậu nó đang lên mèo. Đây, ví dụ mèo đây. Có chậu nó chưa lên mèo. Đây. Một chậu trung bình như này nó nhiều thân hay ít thân. Nó còn phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Nó phụ thuộc vào màu hoa. Đây mèo đây các bác này. Có cây nó lên mèo, có cây chưa lên mèo nhá. Mầm non đang nảy lên này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mầm non đang nảy lên này. Cái hàng này á, nhà em nhập trực tiếp cho nên là bán giá rất rẻ, rất yêu thương. Trên thị trường họ đang bán 150 hoặc 180, nhà em bán lên cho các bác chỉ độc có 110.000 một chậu. Đây, em về rất nhiều, em treo đấy này, treo đây nữa này. Hàng này nó rất là nhiều mặt hoa nha các bác nhá. Rất nhiều mặt hoa, em cho các bác xem mặt hoa này. Trắng ngưỡi hồng này, cam loang này, tím nhăn này, cánh bướm này. Đấy, rất là nhiều mặt hoa, các bác nhìn thấy chưa? Nhiều cực kỳ mặt hoa. Đấy, mặt hoa nhà vườn đưa cho em. Cả màu, có cả màu xanh cốm nữa các bác nhá. Đây, em cho các bác xem màu xanh cốm này. Đây các bác, màu xanh cốm này. Xong là xanh xanh này, xanh ngưỡi đỏ nữa đây.
Các bác cái này về thì các bác lên sang chậu cho giúp em. Nó rất là nhiều mặt hoa đây đây. Các bác nhìn thấy như là đại hội nhạc hoa này. Đây các bác nhìn đây. Đấy, rất nhiều mà. Các bác sang chậu giúp em thì trồng sang một cái chậu mới thì cây nó đẻ thì nó sẽ tốt hơn. Đây em cho. Đây này, bây giờ mùa này nó đang đẻ cây này. Đang đẻ con này này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Cái ưu điểm của cái này là rất là hoa rất là bông, rất là to và thơm. Thế nhưng mà cái nô cây này thì các bác cũng thông cảm cho em, thi thoảng nó có một cái lá nó sức sức một tí. Đây, hoặc nó nứt nứt một tí đây, thi thoảng đấy nhá. Chứ còn nó không vấn đề gì. Thế là cái này nó hàng vận chuyển thì các bác cũng thông cảm cho em. Đây. Về cái này bác các bác lên sang một cái chậu khác nó to hơn để cho nó đẻ nhiều hơn, để cho mình nó ra hoa thì nó sẽ sai bông hơn. Giá em đến các bác là 110.000, chưa bao gồm phí ship. Phí ship bên nhà em là các bác phải chịu. Các bác vui lòng đọc Một mặt hàng nữa em muốn thanh lý đến các bác, đó là đai châu Thái hoa Tết. Hàng này nhá, năm ngoái hoa đã nở tại nhà em rồi. Em cho các bác xem cuống hoa này. Chứ các bác cứ thấy như vậy là các bác bảo nó không có hoa, nhưng em bảo hành ra hoa 2 năm rồi. Cuống hoa cũ đây. Đây, một bảng vầy 2 cây nhá. Một bảng vầy 2 cây nhỏ xinh thôi chứ không to lắm đâu các bác nhá. Đây này, rễ này, các bác nhìn thấy rễ sướng không? Em trồng thuần ở nhà em rồi. Rễ đây. Nó em thanh lý vì tội là gì? Thi thoảng nó có một cái vết vết như thế này. Thi thoảng không có hàng thối nhá. Thi thoảng nó có một vết xước. Đây em cho các bác xem này, cuống hoa cũ này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Cuống hoa cũ cực kỳ nhiều luôn. Đây này, cuống hoa cũ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, em quay trong đây cho các bác nhìn thấy này. Một bảng 2 cây hàng trồng thuần rồi. Về các bác chỉ việc treo chơi. Chỉ việc treo thôi, có móc rồi. Nó có cái vết, thi thoảng nó có cái vết đấy, hoặc là có một cái vết cắt này đấy, là thi thoảng nó mới có thôi các bác nhá. Còn nhìn tựu chung là không vấn đề gì. Nó chỉ gọi là không được đẹp long lanh thôi. Hàng này nó rất nhiều mặt hoa. Cái lô này, riêng cái lô này nhá, em đảm bảo với các bác này. Đây, nó nở đây. Màu cam lửa đây. Đỏ đốm đây. Cũng là nó. Riêng cái dòng này rất là nhiều màu đẹp. Cam lửa, đỏ đốm, đốm đây này. Cả màu này đây này. Cả màu bông mai cánh viền nữa. Đây, sen đây. Riêng cái dòng này là nhà em bán 4-5 năm nay rồi. Cho nên là nhiều mặt hoa hot hit. Đây, nó đây này. Đốm này cũng đẹp này các bác này. Đấy. Tay em đấy nha các bác nhá. Hoa này nở tại nhà em này này. Hàng này em đang trước em bán 190.000 một bảng. Hôm nay em thanh lý nhanh cho các bác. Độc chỉ có 150.000 một bảng thôi. Giá cực kỳ yêu thương luôn các bác nhìn này, trồng thuần ở nhà em rồi này. Nó thi thoảng nó nỗi một xíu thôi, chứ còn các bác nói là đẹp long lanh thì em không dám bảo hành đẹp long lanh nhá. Đây này, thí dụ như cái này nó có một vết đen đen này một tí thôi. Hoặc là thi thoảng nó nứt nứt một tí lá. Đấy các bác nhìn nhá. 150.000 một bảng hai em, giá quá rẻ luôn. Một bảng hai em. Rễ này các bác nhìn thấy bộ rễ sướng không? Đấy. Các bác mua nhanh đi nhá. Rồi sau đây em đi thêm một mặt hàng nữa cho các bác ạ. Em thanh lý đến tiếp cho các bác một mặt hàng nữa, đó là sơn thủy tiên. Hàng trồng thuần rồi nhá. Này nó có bóc sẵn về, các bác chỉ việc treo chơi thôi. Mầm non đang ra này. Mầm non đang ra này. Úi dồi, cái chậu này bê nặng quá. Với cả tay. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Sơn thủy tiên. Hoa cực kỳ đẹp và rất là thơm luôn. Các bác đã chơi rồi thì biết. Hàng này nhá, trước là bán 350 một chậu, nhưng hôm nay em thanh lý em bán cho các bác 200.000 một chậu thôi. Giá này mà so với các bác mua hàng cân về nhá, quá rẻ luôn. Đấy, bê cái chậu gãy cả tay rồi, em không nói dối các bác đâu. Cái này chỉ tốn cước vận chuyển của chúng em thôi. Mà chúng em lấy có 40.000 tiền phí ship và đồng giá. Các bác mua 10 chậu chỉ có 40.000 thôi. Đấy các bác nhìn xem. Lá nó thi thoảng nó bị cái vết này một tí nhá, về em chứ không có thời gian em cắt đi. Về các bác cắt đi là không sao nhá. Mầm non đang lên chi chít này. Giá độc có 200.000 một em thôi. Em thanh lý nhanh cho các bác nhá.
Đây, hôm nay em lên em thanh lý với các bác một số dòng lan kiếm đang có tại vườn nhà em. Đó là Long Đao Kiếm, Văn Giang Kiếm, Phan Chí Xanh Huế, Vàng Tây Ninh, Coco Sumi, Hoàng Long Thái. Hàng này là hàng em thanh lý nó hơi bị lỗi lá nhẹ một chút nhá các bác nhá. Đây, ví dụ như là đây này nó bị xước xước một chút này, hoặc là nó cắt một tí cái lá nó bị hỏng ấy, em cắt một tí ở cái gốc cây này. Hàng không thối, em nói luôn các bác là hàng không thối, nó chỉ bị lỗi tí lá vận chuyển đây, lỗi tí lá vận chuyển thôi. Đây nhá, nhà em để vườn nhà em dưỡng cây này, nó đã lên rất là nhiều mầm con rồi. Cái dòng kiếm này này thì nó đẻ con cực nhanh luôn. Đấy các bác nhìn thấy nhà em làm trồng chưa? Đẻ con cực nhanh luôn. Hàng này hàng giống gieo hạt. Gieo hạt nó, cái em nói luôn với các bác là nó sẽ không chuẩn mật hoa 100% đâu. Nó sẽ có mật hoa nó tương đối 90%. Ngoài ra có thể nó sổ được những cái loại mặt bông nó còn đẹp hơn mặt bông bố mẹ. Đấy, em nói rõ để cho các bác biết. Hàng này hàng giống với cái giá là em bán với các bác là 130.000. Một bầu như thế này đáng để sưu tầm, một bầu nó có từ 2-3 tép trở lên nhá, đáng để sưu tầm luôn, giá quá rẻ luôn, cho nên là các bác đừng có thắc mắc em, mặc cả em nữa làm gì, khổ thân em ra nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây, mặt hoa siêu hot hit luôn. Em cũng nói luôn là đấy, mặt hoa nó có thể giống 90% hoặc 100%, thậm chí có những cây nó sổ được ra mặt hoa nó sẽ đẹp hơn cả mặt hoa bố mẹ. Các bác nhìn xem, đẹp hơn cả mặt hoa bố mẹ nhá. Giá đến tay các bác, hàng này hàng lỗi lá, em thanh lý cho các bác 130.000 một em. Đấy, rất là còn rất là nhiều loại, loại nào em sẽ đánh dấu luôn ra cho các bác nhá. Loại nào đánh dấu luôn ra các bác cho các bác dễ phân biệt được. Hàng này hàng thanh lý nhá. Lá nó thi thoảng nó xước tí đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, lá nó xước tí hoặc là nó cắt tí đầu lá đây. Em lỗi vận chuyển. Ở đây em đi vào một số mặt hàng tiếp theo. Em tiếp tục dọn vườn thanh lý đến cho các bác một mặt hàng nữa. Đó là cáo hồng, đuôi cáo hồng. Hàng này là hàng rừng Thái nhá, chứ ở Việt rừng Việt Nam mình không có này. Hàng này nó là hàng rừng, nó ưu điểm của nó về là cái lá chân nó không được đẹp đâu, tại vì nó vẫn còn lá rừng nó xước xác. Nhưng nó mình về mình trồng thì nó đẹp ở cái lá phát triển ở vườn nhà mình thôi. Một chậu như vậy nó có trung bình 4 đến 5 thân. 4 đến 5 thân. Đây em cho các bác xem. 4 đến 5 thân các bác lên mua 2 đến 3 chậu về mình ghép sang một cái chậu to hơn. Cái này thì lên ghép sang một cái chậu to hơn, hoặc một miếng gỗ lũa để cho nó lúc đến mùa hoa thì nó đẹp. Đây, các bác nhìn thấy bộ rễ ra chưa? Đấy, rễ ra này. Các bác lên là cái loại này, loại nó ít có lắm. Các bác lên sưu tầm 2-3 chậu về để trồng vào thành một cái giò to của nhà mình. Giá để em đến, em chia sẻ đến các bác siêu yêu thương, giá thanh lý 130.000 một em. 130.000 một em, chưa có phí ship. Đấy, em cho các bác xem lại mặt hoa một lần nữa nhá. Màu đã đẹp này, xong là hoa lại còn yêu thương luôn. Đây, mặt hoa đây, màu hồng rất là tươi tắn luôn nhá. 130.000 một em. Em chỉ còn ít thôi chứ không còn nhiều. Thanh lý đến cho các bác. Em dọn vườn mùa Covid đây. Sau đây em đi sang mặt hàng tiếp theo ạ. Tiếp đến em thanh lý cho các bác một dòng nữa gọi là giả hạc chấp Mỹ, hay còn gọi là đại tướng quân nha các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy mầm đang lên này, mầm non đang lên này. Hàng này em thanh lý vì sao? Vì thi thoảng nó có một cái ngọn nó bị mất ngọn như này, nhưng mà
Nó là đây không ảnh hưởng gì nhá. Đây là thi thoảng mới có thôi. Còn những cái này nó đang ra kỳ này, đang ra kỳ, đang ra mầm rất nhiều luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái cũng lưu các bác lưu ý một cho em một tí nhá. Cái hàng này là giống lá nó xoăn chứ không phải nó xoăn này. Cái thứ ba nữa là cái này nhà em tưới nước ao lâm ra nó lá nó không được bóng nhá. Hàng này trước em bán 250, hôm nay em lên em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 180.000 một em. Đây các bác nhìn thấy nhà cây nhà em trồng đây này. Đấy, cây nhà em trồng đây này. Hoa chớp Mỹ thì nổi tiếng là đẹp rồi. Hàng đang ra rất là nhiều mầm luôn. 180.000 một em nha các bác nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship ạ. Sau đây em đi thêm một mặt hàng thanh lý nữa cho các bác.